Nha. Còn các cái phần cửa sổ thì tương tự như vậy thôi. Ví dụ như là tôi muốn có cửa sổ ở đây này, architecture cửa đi cửa sổ giống nhau, cửa sổ này thì các bạn có thể chọn. Tôi có thể lấy một cửa đơn giản thôi, editor duplicate, các bạn để chọn cửa đây thì cửa sổ đi đây là S1, kích thước ở đây ví dụ như 2400 nhân với cả cửa 2m2 à, bộ 800 thì cửa 1m4 đi được nha. Ok, thì các bạn sửa thông số ở đây, cao này là 1m4 và đây là bao nhiêu, 2m4. Ok, các này đặt vào đây này, thấy không, thì cửa này có thể lật vào trong ra ngoài. Cái cửa này thì tôi mới chỉ để là vuông đơn giản như này thôi, thấy không. Nhưng mà cái siêu 2 nó đây là đang là bao nhiêu, 305, nó phải là bao nhiêu, 800 đây đúng không. Đây này, còn sau này tôi chia cánh như nào tôi sẽ sửa cái family này được nhá, tôi chia cánh sau. Tạm thời tôi mới chỉ đặt về lỗ mở thôi, đơn giản thôi. Chọn này, set ví dụ bên này các bạn cũng bố trí ở đây này. Còn cái cửa nhỏ hơn chẳng hạn thì các bạn thì chọn đây này, editor này, duplicate, các bạn chọn đây cửa ví dụ như là cửa 1m4 x 1m4 chẳng hạn, thì các bạn ký hiệu đây là S2 này. Các bạn này, ngay từ đầu các bạn cũng phải để ý cái đấy một chút. Ok này, ví dụ như vậy đúng không. Đây cửa S3 chẳng hạn, đây chọn cửa S3 này. Ví dụ đây là bao nhiêu, 600 này, nhân với 1m4 này. Ok, bạn chỉ chọn đây là 600. Ok, đặt vào đây thôi. Bạn nhìn 3D đi, bạn thấy đấy không. Thì khi các bạn sẽ thấy các cái phần này nó bị làm sao, nó thấp xuống đúng không. Mà để các bạn chọn được hết các đối tượng này ở trong đây ấy, thì các bạn đi giữ Ctrl chọn từng cái nó mất thời gian đúng không. Thì các bạn chọn đối tượng này, chuột phải này, các bạn nhìn đây nó có chữ là Select All Visible in View, là chọn Visible in View là chọn tất cả những cái nào tên là S3 như này và trong cái view nhìn này, hiểu nhá, vào trong view nhìn này thôi. Còn nếu mà chọn mà bạn chọn đây chuột phải Select Entire Project là chọn toàn bộ kể cả nó ở view khác đấy. Vô chọn đây là bao nhiêu, 800, thì tất cả nó cũng lên 800. Chọn đây, nhưng mà nó có một cái lệnh ấy, chính là cái lệnh SA, là lệnh Select All ấy. Nó có lệnh lệnh tắt Select All ấy, chọn vào view này, đây này. Các bạn đánh vào đây, các bạn chọn lệnh Select này. SA là Select toàn bộ dự án, còn đây là SV là không nhìn, đấy nhá. Cái này bản 2019 như nó không có chữ SV nha. Chọn đây này, SV này nha, không nhìn thôi, thì ta chọn đây là 800 đấy. Những cái này sau này các bạn cũng rất là dễ. Còn đây tôi chọn SA này, các bạn sẽ thấy là chọn SA này, các bạn sẽ thấy này, chọn cả luôn tất cả dự án nha. Như cái này 800 thì ok, chọn SA này, nó 800 rồi đúng không. Nhưng ví dụ như copy này, chọn đây SA, các bạn ấn Ctrl C paste paste align lên trên tầng 2. Ok, thì khi bạn paste này rồi ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi bây giờ các bạn chọn SA lại chọn tiếp, các bạn mà copy tiếp lên nó sẽ bị trùng ấy, trùng đè ấy. Đúng không. Đấy, cái việc như vậy chọn đây này, như SV chẳng hạn, Ctrl C paste align lên trên tầng 2. Ok, bạn thấy không, đúng không. Cái cửa này chọn đây SV này, Ctrl C paste align lên trên tầng gì, tầng 2. Ok, có thấy không. Nhưng mà vấn đề bây giờ các bạn về mặt bằng này, các bạn chọn đây ấy, các bạn chọn SV thì nó chọn toàn bộ cái view này, nhưng mà mặt bằng này mà các bạn chọn là gì, SA nó chọn cả tầng 2 ấy. Hả, có thao tác trên mặt đứng. Như ví dụ như đây nhá, kể cả mặt đứng này, ví dụ như là tôi bây giờ tôi xóa này đi đúng không, tôi xóa cái, các bạn chọn hết cái này, các bạn vào filter này, các bạn lọc lấy gì thôi, Windows, tôi xóa đi này. Bây giờ cái trường hợp này là trường hợp rất là dở hơi này, là chọn đây này, các bạn ấn SA này, các bạn copy lên là cả cái mặt đằng sau nó đều copy bị trùng lên đấy, vì chỉ có mỗi mặt này không có mà. Thì cái này chúng ta chỉ được chọn là gì thôi, SV thôi.
là chọn đúng cái view này thôi, là cái này thôi, ấn Ctrl C paste line lên trên tầng 2 thì là ok đúng không. Còn nếu mà các bạn chọn đây này, SA này, ấn Ctrl C paste line này, tầng 2 này, ok đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây nhá, có sẽ có bao nhiêu, có hai cái cửa bị trùng này, delete đi này. Era select in view hả? Không, cái này cũng trùng, cái này chưa copy lên thôi này, do cái này nó chưa copy lên thôi, vừa lúc là select all luôn nha, chọn này vì nó là một tầng. SV đang trên C vết lại lên trên tầng này. Ok, thì thường những cóp này thì mình nên để cóp ở trên chế độ dạng 3D ấy. Thì là mình chọn SA hay là gì để chúng ta nhìn thấy luôn. Còn chúng ta vẫn thao tác ở trên các mặt đứng này, các bạn thấy không, các mặt đứng này này, thì các mặt đứng này chúng ta có thể di chuyển được, ví dụ ta di chuyển, ví dụ nó bị lệch, ví dụ khi mà chúng ta bố trí mặt bằng tầng 1, tôi muốn cái vị trí này ví dụ như đây chẳng hạn, align chọn đây này, này đây phần như này wow, nhưng mà tôi muốn mover này ra, ví dụ như chỗ này nó có tủ quần áo này, 600 này này đúng không, thì các bạn sẽ nhìn ở trên cái mặt đứng của gì, có phần này, các bạn sẽ thấy hai này lệch nhau đúng không, thì các bạn có thể dùng lại align này ở đây, giống ở đây này nha, chúng ta có thể là design trên mặt đứng rồi các thứ nó sẽ tiện hơn. Thì đây là cách mà chúng ta có thể là bố trí cửa sổ đây. Chọn này, bạn sẽ thấy đây nó sẽ là 800, ấn Ctrl C paste align lên trên tầng gì hai, ok đó, cái cửa này đây, cửa này Ctrl C paste align lên trên tầng gì hai, ok bạn thấy đây không.